gần 30 tuổi, thanh niên này tin vào lời ngon ngọt của một người bạn quen qua mạng xã hội. Anh đầu tư vào sàn giao dịch InterTrader với số tiền lên đến gần 4 tỷ đồng. Họ nói giờ chỉ cần giao dịch khi hệ thống nổi thì chắc chắn sẽ thắng được tiền. Lần một thì tiền rút ra được rất là nhanh và còn được thưởng 11 triệu. Nhưng sau đó vì muốn sinh lời nhiều hơn nên mình đầu tư toàn bộ số tiền của mình có. Dù vẫn là chiêu thức mạo danh các sàn giao dịch, sàn chứng khoán ảo để chiếm đoạt số tiền bị hại đang có. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bị dụ bằng những lời hứa sinh lời cao, tìm mọi cách xoay tiền từ nhiều nguồn khác nhau để đầu tư. Cái hành vi này sẽ bị xử phạt theo cái khoản 4 của điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Ngoài ra thì người phạm tội này còn có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ trong một cái thời gian nhất định. Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của bị hại về việc bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo dạng Bitcoin. Qua giới thiệu của người bạn cũ, chỉ trong 2 ngày, bị hại nạp tiền vào hệ thống và thắng 220.000 đô la Mỹ. Khi muốn rút tiền ra, các đối tượng yêu cầu bị hại nạp thêm tiền vào với nhiều lý do, nhưng cuối cùng tiền vẫn không rút ra được. Tổng cộng bị hại thực hiện 15 giao dịch. Công an khẳng định đây là thủ đoạn chung của các đối tượng lừa đảo và không phải thủ đoạn mới. Giao dịch tiền ảo này tồn tại đánh vào lòng tham của người tham gia. Nhiều người sau khi bị lừa mất tiền lại tiếp tục gia nhập các sàn khác để mong gỡ gạc. Đây cũng là lý do sàn giao dịch tiền ảo mọc lên như nấm. Các nạn nhân vẫn bị sập bẫy bất chấp nhiều cảnh báo từ cơ quan chức năng. Lừa đảo trực tuyến ngày càng nở rộ và dù ngành chức năng nhiều lần cảnh báo nhưng danh sách bị hại vẫn cứ nối dài. Ma trận lừa đảo khiến người dùng rất khó nhận diện, nhưng nhờ sự quyết liệt của ngành chức năng, nhiều bị hại tránh mất tiền oan. Như mới đây, Công an xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai phối hợp với ngân hàng Agribank kịp thời ngăn người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo mạo danh công an. Người đàn ông đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền trong tài khoản là 20 triệu đồng để chuyển cho một tài khoản lạ. Ông có biểu hiện bất thường như lo âu, sợ sệt, liên tục ra ngoài nghe điện thoại. Thấy vậy, nhân viên ngân hàng báo công an. Sau khi được công an giải thích, người này hiểu ra sự việc. Cùng ngày, ông viết bức thư cảm ơn đồng chí cán bộ ngân hàng Agribank và lực lượng công an xã Bản Lầu nhiệt tình giúp đỡ ông tránh được việc đối tượng xấu lừa mất tiền. Qua đây, người dân cần thường xuyên cảnh giác, tuyệt đối bảo mật các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, phải tố giác ngay với cơ quan công an khi nhận các cuộc gọi tin nhắn, thông tin có nội dung nghi ngờ lừa đảo, tuyệt đối không tự ý làm theo. Không gian mạng là môi trường khó kiểm soát. Gần đây, chỉ cần một cú click chuột là ai cũng có thể sở hữu một chiếc xe như ý. Trong một năm, nhóm thực hiện cả ngàn cú lừa thuận bờm xuôi gió, nhưng đi đêm cũng có ngày gặp mà. Sáng nay 18 tháng 8, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ ba đối tượng Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Mạnh Thư và Lê Tuấn Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Sau một thời gian điều tra, Công an xác định các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, đăng tải các thông tin và gắn thẻ các tài khoản Zalo, Hoàng Nam Mô Tô, Nam Hiếu Mô Tô và tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hoài Nam để chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người khi đặt xe mua xe mô tô, xe gắn máy. Để thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng lập các tài khoản ảo trên mạng xã hội, chạy quảng cáo bán xe máy mới, không có giấy tờ với giá rẻ. Khi có người mua, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, một người khác trong nhóm tiếp tục liên hệ với người mua hàng, nói là xe gần đến nơi và yêu cầu chuyển tiền liền để được nhận xe theo đúng hẹn. Khi khách hàng chuyển hết tiền thì đối tượng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản. Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ gần 600 tờ phôi tự chế với các nội dung, giấy mua bán xe và phiếu xuất kho cùng nhiều dụng cụ thiết bị tài liệu khác có liên quan hành vi phạm tội. Trong thời gian từ tháng 9 năm ngoái đến nay, các đối tượng gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người dân Hà Tĩnh và cả nước.